Thì mấy vị nói là sau này khi một cái thể chế mới lên, ngoài Bắc không có ai bị trả thù, đó là bảo đảm luôn. Bữa nay đề tài nói về những năm Cộng Hòa, những ngày cuối cùng sụp đổ, và cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng treo lên Dinh Độc Lập. Mình nói về bữa nay mình đổi tông chút nữa, phải không? Nói tâm linh nhiều lúc người ta cũng ngán. Rồi nói này thì mình không dám nói nhiều, nói nhiều á mình chỉ biết được là dân ở trong nước á, là phải ai mà muốn làm giàu á, tỷ phú á, qua đêm á, giờ muốn mua màu vàng phải không, mua dải vàng để sẵn, để mua dải đỏ để sẵn, đừng mai bây giờ, mai giờ là tới nó còng à, để sẵn thôi, thì lúc mà vui mừng á đem ra bán nhiêu tiền ta cũng mua, việc bảo đảm là nó sẽ xảy ra. Cái này á, là danh dự cả cả đời tu tập và một đời hy sinh vì đạo và cho dân tộc Việt Nam. Mua cái dãy núi này 500 mẫu mấy chục triệu, hôm nay Kiệt lấy bảo đảm 100 trên 100%, lá cờ này sẽ treo về lại ở Dinh Độc Lập. Mà chưa giờ mấy bác ô ngoài đó mấy ông cũng không có nghĩ ra, mà nhiều người Việt Nam cũng không có nghĩ ra, chỉ có trên mới thấy được. Đây trên đã coi cuộc phim này xong rồi, còn mình đó là mình mới coi, bữa giờ mình coi từ lúc mà mấy con biết sư phụ là năm 2018 phải không, tới ngày hôm nay á là cuộc phim nó sắp kết thúc rồi, thì bây giờ mình cũng thấy lộ ra rõ đó. Chứ khi nào mà nói sai á thì mình mới sợ bị khẩu nghiệp hay là lộ cơ trời. Còn mấy vị kêu mình nói để mà cho người ta định hướng, chứ không phải mình nói để mình ngã mạng. Mình có một cái khả năng gọi là gì, câu thông với bề trên, tiếp xúc được với tất cả các chi vị, thì mình muốn lộ cơ mình lộ cơ, không phải phải có ấn chứng, phải có giấy phép lộ cơ, chứ không phải là ai muốn lộ cũng được. Mấy hòa thượng cũng có thể khả năng nói chuyện được với vài vị khi ngồi nhập định, nhưng mấy hòa thượng đâu có quyền lộ cơ, chỉ có cha cho con, có cha lộ để mà cứu nhân loại thôi. Chỉ có Đức Thầy cho đệ tử Đức Thầy nói để mà nói về Đức Thầy đang còn hiện hữu thôi. Trên đời chỉ có một người làm được thôi. Cái thiền tâm ra đời là từ năm 1979. Lúc đó những cái bác HO mà hàng tướng, hàng tá mà làm trong phủ tổng thống là phải đẩy ra ngoài Bắc. Thì ngay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh Bắc, Việt Nam. Thì lúc đó người ta không có một cái tin tức nào bề ngoài hết. Thì bề trên á, ở trong đó có cao đài, có hòa hảo, thì người ta mới lập cái bàn cơ chạy. Thì lúc đầu thì cũng có mấy ma rồi vô nói chuyện rồi chọc phá rồi chơi vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi á, từ từ á, thì ở trên mới ấn định cơ là như thế nào để mình giải thích. Nó cũng giống như một cái email account của riêng một người thôi. Cái này gọi là của cơ trời, tức là chỉ có những cái vị thần linh của nước Việt mới được vô nói chuyện. Chứ còn mình á, mà cũng là trẻ cơ, nhưng mà mấy con mà đem mấy ABC mà ra nghĩa địa mà ngồi á, má nói chuyện á, nó cũng là một dạng giống như communication thôi, sự thông tin liên lạc giữa cõi hữu hình và cõi vô hình. Thì ngay lúc đó cộng sản Trung Cộng á, nó tấn công vô ngoài Bắc á, thì lúc đó bề trên mới kêu, Đức Thầy rồi mới kêu tất cả tù nhân của HO á, là mấy bác HO bây giờ á, trong đó có ông bố mình núi nè, là phải đi tìm gỗ ở trong tù hay tìm kẽm là cái gì á, làm cái dấu hiệu thiên tâm để mà đeo để mà qua cái nạn. Thì từ đó dấu hiệu thiên tâm đã ra đời năm 79, và bắt đầu từ đó mấy vị mới dạy bảo hàng hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng là sau này sẽ về Mỹ, sẽ được đi Mỹ hết. Chứ mấy ổng
ở trong tù mấy ông là coi như chết, mấy ông đâu có hy vọng gì đâu, là nhờ chạy cơ đó. Thì lúc đó tất cả hồn thiên sông núi ở tù nó có chạy A, chạy B, chạy C, thì nhúm nhúm vậy đó, mỗi một người vị nào thì tính theo cái đường cơ đó. Ngài Phan Đình Phùng, ngài Nguyễn Minh Trực, ngài Trận Đạo, tức là mỗi một vị về nói với một nhóm nhóm vậy đó, tin tức mà. Đến có một cái đường cơ rất là đặc biệt, thì cơ này thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời của mẹ. Trong bài Kính Thiên nó nói sau này tất cả những bác nó ra khỏi tù á, sẽ lưu lạc khắp khắp thế giới, qua Canada, qua Úc, Nam Cali, hay là ở bên Virginia hay Houston gì đó, thì cứ đi tìm một người. Chứ bây giờ không có thủ lãnh, không có một người, thì cả cuộc đời binh nghiệp, cả một cuộc đời mà tranh đấu cho chánh nghĩa, cho tự do, cho cờ vàng ba sọc đỏ cũng là vô nghĩa, không có tác dụng gì hết. Cho tới ngày mà lúc đó sư phụ mới cập bộ sư mẫu thôi, thì bắt đầu đang một buổi ngồi đó cũng coi mấy bác già nè, tại vì ở khắp tiểu bang á, hình như hàng tháng á mới gom là chạy cơ, mình vô mình cua con gái ổng, mình ngồi mình coi. Cái tự nhiên ngày hôm đó thì chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh mới kêu kêu Kiệt lên ngồi thuốc trên cao, tức là ngồi gần cái bàn thờ á, là để cho mấy bác này lại đó. Tức là mấy bác già mình đâu có dám, mình vô mình cua con gái ổng sao mình dám ngồi, mà không ngồi là không được á. Rồi cái bắt buộc phải lên ngồi. Thì bữa bố không có kể phải không, thì lúc đó lệnh chiếu chỉ của cha đọc xuống của Thượng Đế. Lúc đó mình cũng bỡ ngỡ, kỹ sư Mỹ lớn lên cũng chưa có tin về tâm linh, cũng chẳng gì hết. Thì lúc đó chiếu chỉ đọc con xuống trần là con có thiên thượng, sẽ làm những việc này, sẽ cứu dân tộc nước Việt, và sẽ là sau này sẽ lập cái đạo đủ thứ hết. Thánh chỉ mà, thánh chỉ của cha, mà người đọc là chị của sư phụ, là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đọc. Làm nguyên sau khi cái câu chuyện nó nói ra rồi, rồi Đức Thầy cũng có tới nói nữa, nói con là đệ tử của ta, những tiền kiếp trước, nghĩa là thầy trò đi đâu đi chung vậy đó. Cái lúc đó sư phụ mới hỏi ngài là ai, ở Đức Thầy vậy đó. Nói, ta là Đức Phật Thầy. Ở Đức Thầy ở đâu? Ta ở làng Hòa Hảo, vân vân. Hòa Hảo ở đâu? Tại sao cũng chả có hiểu về núi Cấm Hòa Hảo là gì luôn. Tại lớn ở Mỹ mà, qua đây có 14 tuổi. Rồi sau đó cũng im á không. Rồi lúc đầu chị cũng nói là chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai? Cái ngày cũng kể. Sau đó mình mới Google ra, mình mới biết, mình nó quảng hộp. Đó là những ngày đầu là vậy. Rồi cũng chả tin nữa. Không tin thì bị gì? Hả? Bị gì? Hả? Bệnh xém chết á. Thế là xuống trần không có giữ lời hứa với cha. Trời ơi, lúc đó sư phụ bệnh tự nhiên mạnh ngang sẵn, bệnh cũng chết luôn. Sao nó cái gì nói tin thì giàu thêm, hết bệnh mạnh khỏe, không tin thì bệnh muốn cái nào thôi tin đi. Thì từ đó và đồng thời mấy vị có nói nha, những gì mấy vị dạy mình á, nó có ích lợi cho chúng sanh, cho thế giới, ích lợi cho nước Việt, và ích lợi cho mình nữa, chứ không phải như kiểu mà ở đây người ta nói nhập đồng nhập bóng rồi này thái có lợi cho cá nhân, không phải, có lợi cho đại đồng. Và nó phải là đúng, nó phải là thật nữa, chưa tính nữa. Hồi xưa là hữu lớn lên Mỹ là không có thích mấy cái vụ mà tâm linh này đâu. Có mấy cái này là mình né không à, mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mà mấy vị kể lại hả, từ nhỏ khoảng thời gian đó, tuổi đó, bị cái đó xem chết đúng không? Cái mình nói trụ cái đó ai đâu nhớ.
sao giờ mấy vị nói chúng hay chóc vậy? Cái mình cũng còn nghi nghi, mình nghĩ ồ này ma cũng có thể nói chúng, thì nó không phải, ma nó chỉ biết được khoảng thời gian vài tháng vài ban ngày thôi, cái này là mấy chục năm á. Cái gì mấy vị cũng kể hết, rồi đến lúc mấy vị còn kể là đi vượt biên á, có phải là tàu chìm chết không, rồi nhìn lên trời thấy cái gì không, ai cứu đó, từ từ mình gom lại á. Rồi có một lần cái mẹ Phật mẫu kể, con á lúc qua Mỹ năm đó 81 bị người ta quýnh học máu đúng không, mẹ phải lấy cái áo khoác mẹ phủ lên để cho đừng bị quýnh nữa đó. Trời ơi, mấy vị kể đủ hết á. Rồi sau này đến lúc Xích Long Bạch Long là hai vị đang đứng đó, nói là đã theo sư phụ từ lúc mới sanh rồi, tức là mới mới ra đời là sanh rồi. Người nói hồi nhỏ á, ngài hay nhìn, tức là mắt của sư phụ lúc mà mới lớn lên á, nó còn tinh khuyết á, nhìn thấy tùm lum hết. Thì sau này mình lớn lớn tuổi á, cái mình mờ mình không thấy nữa. Thì bây giờ ngồi thiền thì thấy lại. Thì có những cái đó thì mình từ từ á, mình ghép lại. Thì cuối cùng thì mới biết được là cái trái đất này nó sắp sửa có một cực kỳ thay đổi lớn, mà mình là người mang sứ mệnh. Mà nếu mà mang sứ mệnh mà làm không tròn cái bổn phận, không tròn sứ mệnh, tại lúc mình nguyện thời mình chui vô bào thai 9 tháng 10 ngày mình đâu còn nhớ gì đâu, chỉ còn có a lại gia thức rồi. Mấy vị còn nói tại sao con đang giàu có làm triệu phú không làm, mở thêm hãng, expand thêm rộng rộng, chi nhánh rồi cho làm giàu cho đã đi, kiếm đóng nghề đẹp đi chơi đi, có chạy xe xịn rồi Lamborghini rồi đi, sao không làm mà tự nhiên cái lấy cái lúc đó nhiều building lắm, lấy building làm chùa rồi đi tu rồi ngồi chỗ rồi mặc cho mấy nhân viên mày muốn làm gì mày làm rồi lấy vàng bạc rồi hột sòn rồi cho người ta láng hết. Trời, thời đó tự nhiên thích cho vậy đó, không có thích giữ của. Thì mấy vị nói là đến lúc mà cái nhiệm vụ mà đến ngày đến giờ thì con người của mình tự động nó có những cái hành động đó mà mình không có kiềm chế được nha. Nó ngộ lắm. Cũng giống mấy con tự động thích đọc kinh thì bây giờ kêu ngưng đọc cũng không đọc được. Rồi có những đứa nó hết duyên, kêu nó ở lại cũng không ở được, tại cái nó không có đủ phước. Cho nên những không phải ai muốn làm cái gì thì làm, trừ khi chúng ta cực thiện thì chúng ta làm được, hoặc là chúng ta cực ác thì nó mới không còn theo cái vận mệnh chỉ tay, hoặc là mình đi tu thì chỉ tay nó sẽ không có đọc được. Thầy bói không có đọc được mấy người tu nha. Đến ngày hôm nay cái cuồng phim này nó như một bức tranh, như một vở kịch, nó không có cái gì gọi là khó hiểu hết, rất là dễ hiểu. Dễ hiểu là gì? Hôm nay những cái gì mà 5 năm, 6 năm nay nói về bệnh tật, về chiến tranh, về kinh tế, về thiên tai, về bầu cử, về nước Việt và tương lai của nước Việt, trên thế giới này không có ai mà nói được, không ai hiểu được. Còn nếu mà nói về thực tế trên thế giới này, chấp hết tất cả những nhà tỷ phú ở đây của người Việt, người Mỹ thì nó quá giàu mà không nói, kêu thử một người Việt mà đem mấy chục triệu đô mà đi tối ngày á, ăn mặc như là ăn mày á, đi làm ở trên này rồi đi xây dựng cái núi rồi đi tặng cho cộng đồng, bỏ mặc mọi chuyện quan trọng xung quanh, có ai làm được. Và một cái hôm nay mình phải nhìn nhận trên 30% của 100 triệu dân của nước Việt hôm nay đeo cái dấu thiên tâm. Khắp tất cả các tiệm vàng khắp nước Mỹ đều có bán dấu thiên tâm. Và thêm 30% họ nghi ngờ, họ không có đeo nhưng mà trong lòng họ rất là thích Thiên Tuấn Kiệt, Ngô Tuấn Kiệt.
chỉ có 10% là cái nhóm gọi là vô học cực đoan, thân Trung Cộng, thích cờ đỏ sao vàng, thì họ mới chống đối và họ không cần biết mình là ai. Cho nên ở trong một cái xã hội mà có một người mà có số lượng lớn mà thương như vậy không phải dễ. Rồi ngược lại, những người chánh nghĩa quốc gia mấy bác ô giống người sáng, vô ông nào cũng mừng hết, ai cũng đè chụp hình hết, đi bất cứ phi trường nào, bất cứ chợ búa nào ở đâu, người ta cũng nhìn ra, cũng chụp hình. Mới nãy mấy chợ đi ăn dưa tính trả tiền, có người bàn cái bên trả tiền giùm, phải không con? Cũng biết ai trả nữa. Người ăn hờ lấy nhỏ kia lạ quá à, trả giùm. Một người thượng đế đưa xuống thì phải là một cái món hàng, hàng cộng sản và hàng quốc gia, nó nóng và lạnh mà dính lại, mà không có một giọt máu đổ thì phải là như vậy. Chứ phụ không có kẻ thù. Người nào mà ghét Thiên Tấn Kiệt này là vô lý, dùng chỉ vô lý thôi, chứ không biết dùng danh từ nào. Còn người nào mà chống đối, mà phá hoại, mà làm cho đi ngược với cơ trời, thì trong vòng 3 tháng coi coi mình bị cái gì. Hụ phá hù, mà mấy vị đã nói rồi, cả những người ngồi ngay đây cũng vậy, có một vài người cũng đang theo dõi để mà lấy tin tức, biết hết, cái gì cũng biết hết. Cả những nữ đi sát bên, nữ cán bộ mấy vị cho đi theo luôn để lấy tin tức, để báo cáo về Bộ Chính trị. Chứ bển nó đâu có biết, nhưng mà những nữ cán bộ họ chỉ làm theo nhiệm vụ, mấy vị cũng vẫn cho đi theo. Không phải là không biết. Một điều mình khuyên á là nên thương dân tộc của mình. Người nào không có thương nước Việt thì người đó chống đối Thiên Tấn Kiệt, đơn giản vậy thôi. Không cần biết phe bên quốc nội hay phe hải ngoại, phe cộng sản hay phe quốc gia. Còn người nào cùng chí hướng với chúng ta, lo cho nước Việt, thì người đó coi là bạn của mình. Còn người nào mà lo cho cá nhân, cho ích kỷ cho cá nhân, hay là do cho danh tiếng của mình, hay là cho cái ngã của mình, thì người đó không kẻ thù với Kiệt. Tại khi lo cho cá nhân thì lúc nào cũng sẽ không thích thế này, không thích thế nọ, cũng đều là xuyên tạc. Cho nên bây giờ dĩ nhiên có những lúc phân nửa đời mà, thì bây giờ là đời nhiều hơn đạo, thì cũng phải giống như người đời. Để mà giống như bữa nay đi gặp mấy bác này, mấy bác này đời mấy bác đâu có biết về đạo là gì đâu, thì cũng phải mặc áo đời. Còn những cái bác mà hiểu về đạo thì lúc nào cũng mong Kiệt phải ngồi gõ mõ đọc kinh Lăng Nghiêm rào rào. Dĩ nhiên Kiệt thuộc lòng, Kiệt đọc, nhưng mà tùy theo lúc, khi nào Kiệt làm gì sai á, mẹ mới bắt con phải nhập thất thì Kiệt đọc. Còn những lúc bình thường thì cũng sinh hoạt trên núi, rồi cũng lo chuyện hẻn, rồi lo đi ngoại giao, rồi đi gặp ông Trump này nọ, thì không phải mặc áo đời. Mà mỗi lần mình mang chiếc đen hay mặc đồ xịn xịn lên là bị comment, bị dũa. Ô, cái này thái tử ham chơi đó nghe, không có lo. Cho nên kiểu nào cũng bị nói á, không biết làm sao luôn á. Mà không lên này á thì cũng bị nói, mà lên á mà mặc đồ lò không đúng kiểu họ thích thì cũng họ nói. Nhưng mà có đứa thích, có người thích, người không thích, bây giờ phải làm sao. Bảo đảm bữa nay có một đống người lên comment nó chửi nữa. Mấy đứa nhỏ nhỏ ngoài Bắc á đâu biết gì đâu. Trời ơi, sao bữa nay thần tượng của tôi bữa nay mặc đồ kỳ. Xin lỗi nha, bữa nay đi họp phát ô thì phải mặc đồ kiểu này chút. Không phải dễ sống đâu. Làm đẹp lòng mọi người rất là khó. Bữa hôm đi đám ma của Đức Tiến không vậy, vừa xuống cái đám ma thì nhiều cái channel nó hâm mộ để lên phỏng vấn, thì mình cũng nói vu vơ vậy. Ngay đó thì trời rất là nóng, bữa đó nóng dễ sợ luôn á, ở ngoài nghĩa địa nữa.
mà muốn đeo kính đen tại mắt bị trái bên mặt trời nắng mà vẫn không dám đeo nữa, để cho bà sư mẫu bà đeo. Tóm lại bữa nay gặp được cái bác tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là người cuối cùng bên cạnh ông Thiệu, và ông đã kể hết tại sao có ngày 75. Thì mình cũng biết lúc đầu cũng không có hứng thú về mấy vụ này, nhưng mà thấy chữ Kissinger, thấy cái mặt ông này là thấy muốn ứa rồi, phải không? Ở đi vậy thôi, nên ủng hộ bác 5.000 lấy mấy cuốn sách về. Cho nên tuổi trẻ Việt Nam á, nên lấy đọc để hiểu, để đừng có bị nhồi sọ nghe mấy con. Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ thua, chẳng qua là thiếu đạn bắn thôi. Chứ người sĩ quan Đà Lạt với Thủ Đức, những người ta có ăn học rất là cao. Nhưng mà sau này, khi mà những ngày kế tiếp sẽ thay đổi đó, thì những ai mà đã được huấn luyện từ trong hai cái trường đó cũng rất là có gọi là được bề trên chiếu cố. Rồi còn cái ngày đi trở về nước, dũng chữ gì ta, đồng hồ đi ngược, đi theo từng theo tháng, nó không có đi theo năm nữa. Countdown. Ok, rồi nói nhiều nãy giờ, xin kính chào, gán đọc sách của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Ok, tắt máy. Chú coi sau này nước Việt Nam mình là có vua, mà bây giờ ông vua đó mới sanh ra ở dưới miền Tây á. Cái khi mà sư phụ nói, sư phụ nói là thiên tử, ông nói chậm, chắc vua mình ở đây. Hồi đó là ông đã nói cho ba con biết rồi đó, ông nói lúc đó là vua là mới sinh ra thì năm đó khoảng lúc thời ông gì đó. Đó là lý do tại sao hiện bây giờ khắp miền Tây trên 30% nước Việt là 30 triệu người trở lên, là lúc nào cũng sẵn sàng đón chờ thiên tử. Còn ở ngoài miền Trung, miền Bắc á, họ mới có biết gần sau này thì họ cũng có một cái số lượng nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà khi hồi nãy họ nghe là người Bắc không có bị trả thù đó, thì khi mà sư tử trùng nó sư tử nhục á, thì họ cũng cần có người như sư phụ này. Mà chỉ có người này con trời á, mới có lòng từ bi, mới không có đi trả thù, mới không có đi lấy của người ta thôi. Chứ còn chúng sanh người phàm ai cũng có lòng sân hận, thì bắt ba tao hôm nay tao bắt lại mày, mày lấy của tao tao bắt lấy của mày lại, nó cũng trả thù qua trả thù thôi. Còn một người có sức mạnh xuống đây để mà giảng hòa, mình để làm cho nước đi lên, thì cả cộng sản cũng phải thương á, là mình cứu họ. Sẽ xả hết cái nghiệp đời này và sẽ có những cái biểu hiện ỏi ra, hoặc là đi gần sư phụ như anh cả nó gần sư phụ nó cũng sẽ xả nghiệp. Nên có những biểu tượng này, nhưng có những cái người mà có linh căn gần sư phụ cũng sẽ có triệu chứng này. Nên lo thù kêu ra đây ngồi thử để coi mặt từng đứa, rồi có gì mấy gì trị bệnh luôn á, là vậy á. Cho nên về núi á, có những cái lợi lại cha lại mẹ, rồi mấy cái bệnh của mình. Kinh Thiên Tâm rất là màu nhiệm, những người nào mà không đọc Kinh Thiên Tâm đời này á, mà muốn về trời á, chuyện đó là giống như là kêu con thỏ mà mọc sừng vậy đó, không có mọc nổi. Thỏ nó không có mọc sừng mà bỏ cái Thiên Tâm mà muốn về trời, còn muốn học cái này kia cao siêu rồi nó, cái chuyện đó rất là khó đó. Mình nhớ là sư phụ nói tụng mấy chục biến bảo khí phấn Đà Ra Ni sư sư phụ mới thấy nằm cho bao thấy ói ra cái đất độc đó. Một là ói, hai là hình tượng này
Gần như phụ nói là bình thường đâu, mấy gì nãy đứng đầy hết. Hồi nãy trong nhóm này á, có mấy người mà cũng là bên kia gửi qua để theo dõi á. Họ bỏ đi rồi. Dạ. Có thấy mấy... Thưa sư phụ, ngày con đọc mà kinh Thiên Tâm 2 lần một ngày có sao không sư phụ? 10 lần cũng được, đọc được bao nhiêu có sức nhiều đọc nhiều. Tại cốc triệu chứng tốt á, mà tiên mà bay chứ thú thì nó bò nó chạy không à, còn dưới địa ngục lên á thì nằm mơ thấy bóng tối rồi, còn tiên rồi thì thấy bay rồi thấy cảnh đẹp rồi. Nhưng nói chuyện đạo hay nói chuyện đời, nãy đời bây giờ đạo à, đạo muốn hỏi vậy gì? Đạo thì mình bắt đầu từ làm con người chúng ta đó, là con người sống ảnh hưởng bởi trên trời đúng không? Trên trời là xanh là chúng ta, nhưng mà khi chúng ta xuống thế gian này có nhiều người đâu có biết vậy đâu. Cái nghĩa chúng ta khôn á là chúng ta muốn làm gì làm, thì nó mới sanh ra bao nhiêu cái chuyện đi nghịch lại với thiên nhiên á, thì từ đó đó mình mới có chiến tranh thiên tai bệnh tật. Thế nếu chúng ta làm đúng mà ngoan hiền đi, đâu có bao giờ cái bầu ozone nó bị lủng đâu. Bầu ozone bị lủng là do mấy cái đập của Trung Cộng 14 năm cái đập nó chận chển, rồi nó làm cho cái trái đất, rồi nó đốt ba cái than đá rồi á. Thì từ đó tức là nghịch thiên. Bữa nay kênh Phù Nam rồi nữa cũng nghịch thiên. Rồi giống như nước Việt bây giờ cũng vậy, cũng là nghịch thiên. Dân đang đói không lo, lo đấu đá nhau. Rồi trong gia đình của mình nè, anh em mà quýnh lộn nhà tối ngày có ai dám tới gần không? Nó sợ ta chạy, thế giới cũng vậy thôi. Nghịch thiên. Rồi ở đây cộng đồng hải ngoại cũng là người Việt, trong quốc nội cũng người Việt. Ở bên đây làm có tiền mới gửi về quốc nội, mà cứ gửi kim cương nằm dùng phá rối trật tự an ninh ở đây cũng là nghịch thiên. Còn mấy thầy ở đây tu thiệt thì chẳng có bao nhiêu. Tu mà con thấy cái hình đó, áo ra trường bộ đội phải không, cho thêm cái bộ đồ vàng á. Rồi ở đây cả 100 cái chùa San Jose cũng là nghịch thiên. Tất cả chúng ta nước Việt á, gần 50 năm nay làm những cái chuyện toàn là nghịch thiên không, nghịch ý của cha không, không có gì gọi là thuận ý của cha. Nhìn lại đi, những cái gì cha đặt ra, con kinh Thiên Tâm, Đức Thầy đặt ra, mấy sư phụ đây đặt ra, Phật đặt ra, nhiều người á không chưa đọc, đọc mấy cái gì mà không có đúng cha không cho, gọi là nghịch thiên. Nghịch thiên đi về đâu biết rồi đó. Mà đang kể những chuyện nghịch thiên á. Thằng chúng mình kể thận thiên. Một đạo duy nhất, một thiên tử duy nhất xuống trần, đó là sư phụ, là con của thượng đế duy nhất lập ra đạo. Thì chỉ một người là giáo chủ thôi. Mà không theo, theo nghịch thiên. Mình đang hưởng mình. Giàu cho ngày xưa cũng vậy, lúc mà Phật ở đời, Phật lập đạo, trong tăng đoàn cũng tách làm đôi, nói bằng miệng triết lý mà ai nói cũng hay, thực tế là làm đi. Thế gian này chúng ta học không bao giờ hết những bài học, chúng ta chỉ có theo một người thầy, một đấng bề trên của thượng đế là chúng ta ăn chắc ăn nhất cho khỏe.
Còn các đệ tử hàng dưới hay là các quý vị không có no nghe và cũng không có nói chuyện được với Thượng Đế, thì có ở đây nói chuyện được, có nghe được, thì ở đây lập lợi. Ở đây làm sai thì ở đây bị nghiệp, bị tội. Mà cũng không nghe nữa thì giờ muốn gì giờ? Bây giờ đi vượt biên cũng phải cần có người lái đò, cần có người dẫn đường mình xuống tàu. Rồi mình đi lạc cũng có vô rừng, cũng có người thợ săn dẫn mình ra khỏi rừng. Xuống trần cũng vậy. Tất cả nhân loại đa số không bao giờ tin tưởng tâm linh, không bao giờ tin tưởng những cái gì mà khi mà mình có nạn mình mới khánh, mà hết nạn mình mạnh khỏe mình quên mất tiêu mà. Mà sư phụ lên mạng 5 năm nay nhắc nhở từng ngày từng phút. Sư phụ làm sai sư phụ sẽ bị cái nghiệp. Đệ tử làm sai sư phụ đệ tử sẽ bị nghiệp nặng gấp 10 lần. Là gì? Cản trở một người làm từ thiện là muôn trùng người khác sẽ bị mất phước. Và cái nhân lên con số đi. Một nghiệp trùng trùng. Tội nó gọi là tứ đại trọng tội, đốt chùa, làm Phật chảy máu, giết cha mẹ ruột. Khi mà cản một người mà làm chuyện từ thiện, đó là đại trọng, đại nghịch, đại tội. Nghe nhớ. Nước Việt sắp sửa đón chào một cái người mới, một quốc gia mới, thay đổi mới. Các vị đấng bề trên cũng rất là bận rộn cho nước Việt. Sư phụ đây càng bận rộn nữa, phải đi chu du, phải đi đây đi đó, ngoại giao gì mặt đời. Tại vì tâm linh là một chuyện, tiên cơ một chuyện, mặt đời á mình cũng phải tự dùng cái trí tuệ của thế gian bát nhã. Mình phải làm. Tối ngày sư phụ cứ nghĩ cho dân tộc nước Việt, nghĩ cho cái quả địa cầu này sớm có trở lại bình thường giống như trước ngày chúng ta bị Covid, trước ngày mà trái đất này bắt đầu nó gọi là bị khảo 7 năm lận đận lao đao mà trong kinh Đức Thầy thường nói đó. Mà một số người không hiểu, làm cản trở, gọi là đại đại nghịch thiên, đại đại trọng tội. Trên mới nói. Tức là cái gì mà mình nghĩ cho cái tôi của tôi là riêng thì là không đúng. Mà nghĩ cho chung, cho tất cả mọi người thì là đúng. Thấy sai là đúng, thấy đúng mà sai. Nên tất cả mọi người phải cho chánh kiến, phải coi cho kỹ. Họ làm kiểu nào không biết, miễn sao cho dân tộc Việt Nam, cho thế giới này, cho đạo Thiên Tâm, cho Thiên Long Sơn được trường tồn. Núi Thiên Long Sơn hôm nay á, nó yên lặng như là hồ, mặt hồ, không còn phe phái, không còn những cái chuyện gọi là trai mắt, gai mắt, trái tai nữa. Nguyên Thiên Tấn Kiệt này, Ngô Tuấn Kiệt này, Thái Tử Thiên Nhãn chưa bao giờ làm sai 12 giới luật của cha cho, tới ngày hôm nay cũng vậy. Chưa có phạm giới. Còn ai mà chạy theo tham này, tham mong câu này, mê tín nọ, thứ nhất không đọc kinh cha mẹ là phạm giới số 11, 12 rồi, là đại phạm tội rồi. Thứ hai còn giọng ngữ nữa, vô gián địa ngục, cản trở những người làm chuyện tốt. Thà mình không làm tốt thì là chuyện của mình, mà mình cản trở người khác làm chuyện tốt là giống như giết Phật vậy đó, giống như đốt chùa. Trong kinh Phật có nói, coi lại đi.
Hôm nay có một số mấy tử lạ ở xa tới, cũng chưa từng biết mặt. Tới nay Việt Nam qua, còn đâu qua? Cũng ở đây mà thầy chưa. Còn đây à? Sao đây à? Santa Ana kỳ trước chưa? Santa Ana kỳ trước nó khác. Một ngày là không nhớ rồi. Tôi gặp một ngày muôn trùng người, con ở đâu tới? Con là Việt kiều Pháp mà con về Việt Nam. Ở Pháp, Pháp, Santa Ana. Ở bữa nay đông người lạ quá trời. Con ở đâu tới? Dạ, ở Việt Nam qua. À, Việt Nam, Việt kiều Việt Nam. Con ở Việt Nam mới qua. Con Việt Nam qua mới qua có 3 ngày hả? Sao mặc đồ giống thầy tu quá vậy? Hả? Việt Nam tỉnh nào? Con ở Đà Nẵng. À, Đà Nẵng à? À, sao mà hiểu tới Thiên Long Sơn tìm tới đây vậy? Dạ, con hai cô giúp. Hai cô giúp hả? Thôi gỡ xuống hết rồi. Tại mấy vị kêu gỡ xuống để bắt đầu mình nói lại. Thà một ngày mình nói 5 phút, 7 phút giống như mấy lãnh đạo của Mỹ vậy đó. Còn này nãy nói nửa tiếng là cũng hơi nhiều rồi đó. Tại nói đề tài nào ra đề tài đó. Tại vì sắp sửa về Việt Nam á, người ta sẽ dùng mấy YouTube này, người ta sẽ lên đối chiếu khi mình nắm chính quyền đó. Thì xưa giờ cũng nghĩ không biết mình có nói gì sai hay không. Nhưng mà phân nửa là con của Thượng Đế trên trời xuống nha. À, trong cơ thể dĩ nhiên khác hơn mọi người. Hơn nữa cũng là ăn uống như người thường vậy đó. Cũng là ăn ngủ cũng vậy á. Không giống người thường thôi. Thì là làm con người ai cũng có sai. Thí dụ mấy con sai một lỗi thuộc cũng sai nửa lỗi vậy. Nhau ngã nhau hỏi cũng là sai. Nhưng mà khi mà thương thì trái ấu nó cũng tròn. Ghét bòn bon cũng méo. Nhưng mà có một điều rất là cực kỳ quan trọng. Tất cả 100 triệu người Việt Nam và sau này trên thế giới phải nhớ một điều duy nhất. Ở vào thời đại tận thế này, năm cái ác sẽ ra đi. Chỉ có một người chuyển lưng thánh dương duy nhất đầu thai con của Thượng Đế xuống trần, đó là đây, Thiên Tướng Kiệt. Cái này không có thể nào mà mạo nhận mà nói láo hay gì được. 1 triệu trên 1 triệu%. Chuyển lưng thánh dương là sao? Nó không phải là một người tái sanh bình thường như kiểu những nhà lỗi lạc Tây Tạng, những Ramache Tây Tạng, hay là những vị tiên hay là những Bồ Tát xuống trần học thêm kiếp nữa, học khổ thêm kiếp để thành linh chảnh lãnh chức cao hơn trên kia. Ở đây cũng giống như cái quân trường mà một vị Bồ Tát xuống trần lên cái lên chảnh cha cho lên chức Bồ Tát bự hơn vậy đó. Chảnh cũng có chức vụ nha. Chuyển lên như là một chuyện nó như thế này. Vào một cái cực kỳ xấu, cái gì nó cũng xấu hết, hạ hào hơn mà cái gì cũng xấu, xuống vậy nè, như là dốc núi xuống vậy đó. Rồi chuyển qua một cái thời đại cực kỳ sung sướng, tốt, cái gì cũng tốt, người là người tốt không à. Thì chỉ có con Thượng Đế mới xuống làm được cái chuyện này. Mà không phải một mình con Thượng Đế, mà là 5-7 nghìn người, Phật Thánh Tiên đi chung nữa, cũng có đệ tử này nữa đó. Thì mỗi một người nhận một nhiệm vụ xuống để mà phò Thiên Tử. Tại cái quả địa cầu này không ai là chủ hết, chỉ có mẹ mới là chủ thôi, Phật mẫu. Cha là tạo ra chúng ta. Cái này chỉ là cái lớp học nha. Đừng có tưởng cái này là thiệt. Cái xác này là đang đóng kịch nha. Sư phụ chiếc thân nhiều thành tinh các hiện giờ luôn á. Một thiên nhãn trên trời chiếc thân ra 5-7 cái thành tinh cả chục luôn á. Còn Thiên Tử thiệt cũng đang đi vòng vòng ở trên trời vậy đó. Cái này chỉ là giống như một cái DNA thành ra như vậy. Chuyển một cái cách sống, chuyển một cái pháp môn, cái nghĩa là công giáo cũng không có hữu hiệu trong thời nay, Phật giáo càng không hữu hiệu. Cho nên mà nhân loại á, thì thiên ma thì nó sợ nhất là gì? Sợ nhất là Thượng Đế. Cho nên nước Việt Nam mình đâu có biết ông trời. Cho nên cái lon sữa bò mà thờ trước cửa nhà của ông bà mình hàng mấy trăm năm nay á, từ lúc mà Hồ Chí Minh lên nắm quyền á, chắc dục hết vô ông rác, đâu có biết ông trời là ai. Thì từ đó nước Việt mới bị nghiệp rất là nặng. Thì hôm nay phải biết, hôm nay có chân dung của mẹ, của cha, đó là thật. Mỗi lần cha mẹ hiện về là hai chân dung mình biết á, đứng trước mặt sư phụ á, cũng là cái đó, cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cha vuốt rau ngồi nói chuyện. Thì mình có chân dung là nước Việt đầu tiên biết được chân dung của Thượng Đế, là có đại phước, là nhờ sư phụ, là con của cha, cha mới cho chân dung. Tại kỳ đó cha nói bây giờ con đầu thai xuống thế giới không có biết mặt cha là ai. Cả Do Thái ngày xưa chỉ biết mặt Chúa Giêsu thôi, chứ cha của Chúa Giêsu đâu biết.
hôm nay công chúa Xu ngồi đây, nhưng mà lần này á, là nước Việt Nam có phước hơn là do sư phụ sinh. Là vì những năm đầu á, sư phụ hay nhớ cha nhớ mẹ ngồi khóc hoài, lấy ba cái chân dung mà của bên Tàu bỏ lên Google á, cha mẹ cười, nó không phải, mẹ đâu có mập dữ, mẹ đâu có như vậy đâu, mẹ là mình bây giờ là cực kỳ siêu đẹp, cha là như vậy luôn, người trời không có già. Thì chuyển lương thánh dương là chuyển là từ nơi này qua nơi khác, đổi thân này qua thân khác, rồi chuyển luân, đó là luân hồi sanh tử, có nghe là giống như ngài Đạt Lai Đạt Ma, ổng luân 14 kiếp đúng không, 14 lần thì ổng là tái sanh 14 lần, chuyển cái nơi này qua nơi khác luân hồi nữa. Thánh thì chữ thánh thì dân gian gọi là cái gì cao siêu gọi là thánh, chứ hồ cũng cho đó là thường thôi, không lẽ chuyển luân thiên tử không thì kêu sự bằng thánh cũng được, chuyển luân thánh vương, vương là thường thường á, là con của trời hay là vua gì á, người thế gian hay tôn trọng là chữ vương. Thì từ đó có danh từ, mà bao nhiêu năm kinh điển và những người học Phật, những người hiểu về tâm linh á, thì nghe rất là hay, chuyển luân thánh vương. Còn bây giờ cứ coi kêu thẳng Ngô Tấn Kiệt, Thiên Tấn Kiệt hay Thằng Kiệt cũng được, tôi không bao giờ buồn ai chửi cho phụ ấy. Người nào chửi cho phụ là người đó Bồ Tát ấy. Mà tìm được cái lỗi chửi kìa, chứ không phải chửi tầm bậy như kiểu mà mấy đứa mà vô học kiểu Việt Nam AK-17 mà nó muốn nói gì nó nói mà nó không có nghiên cứu là. Khẩu nghiệp ấy, phụ chỉ sinh được 3 lần thôi. Còn ở trên mạng bây giờ bưởi ma nó sống cùng chung thời cuối cùng hào hoa như chúng ta, trước khi mà qua một thời cực kỳ vàng son, thời thánh đức, thời của Phật Di Lạc hạ thế, đức thầy xuất hiện, ngài đã mất tích gần 100 mấy năm, thời toàn là Phật thánh tiên để ca, để mà điều hành nước Việt, để mà đưa nước Việt lên cường quốc, chứ không phải thời ma quỷ như bây giờ của sao vàng bản đỏ sẽ rụng đầu nay mai, không phải thời này. Thì nó có cha cho một cái bài học thú ma đưa địa ngục lên Atula, tất cả mọi giới đều đầu thai vào cái thời đại chúng ta, cho nên những người chúng ta gặp xung quanh đó cũng có lúc là Phật kế bên đó, hoặc Bồ Tát đó. Nhưng cũng có lúc ma quỷ nó đầu thai làm chồng hay làm con mình nữa đó. Những cái người nào mà có đại duyên đại phước mà hiểu được cái lý này á, khi mình mang dấu thiên tâm mình sẽ bị khảo nặng lắm. Tại vì đeo dấu thiên tâm thời nay sẽ tránh rất là nhiều tai nạn. Cũng giống như nãy thụ nói năm 79 á, là ai mà đâu đeo dấu thiên tâm á là mới được sống tới đó. Cả hôm nay đảng viên cũng nên đeo dấu thiên tâm, là vì tất cả những vị thần, những vị thánh của nước Việt đều nhận dạng vô cái cổ của mình. Ai có dấu thiên tâm người đó sẽ không có bị chết đột tử. Cái tích lũy nghiệp hay cái định nghiệp nó đến một cái bất ngờ mà không có biết tu, không biết xả ra, giống như không biết xì ra chút chút á, nó bể thôi à. Giống như em mình mới để ma kỳ rồi cũng vậy á. Mình phải lại sám hối và mình phải đeo dấu thiên tâm, bảo đảm các con không có bị gì hết. Có đốt củi nữa cũng phạt sơ sơ, chứ không phải là lấy hết tài sản người ta. Vào ở thời Thượng Quân Thánh Đức, chúng ta không có ngồi mà bồn chồn mà lo lắng. Hiện bây giờ mỗi ngày chúng ta sáng thức dậy, không có ai được yên ổn ngày đó, không biết ngày bữa nay mình làm gì, đầu óc cũng rất là bực bội, cũng có những lúc rất là depression, nó là bị buồn chán á. Rồi cũng không biết chừng nào có công ăn việc làm lại, không biết chừng nào vân 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 vân, không biết chừng nào ở bên Việt Nam mới ngưng xin tiền của mình. Việt Nam bây giờ là cứ gửi thơ ra hải ngoại xin tiền đấy, bởi không có làm ăn được. Thì bên kia làm được thì bên mình mới khỏe, bên kia khổ bên này mình cũng vẫn khổ. Chúng ta là ruột mà, câu gì ta, nước chảy ruột mềm á, lá lành đùm lá rách, máu chảy ruột mềm hay
thì người ở không có ai chúng ta ngồi đây mà không có bà con anh em thân nhân cô cậu gì không cần biết. Ở bên kia khổ, chúng ta khổ, mà bên kia làm sao sướng được. Bên kia muốn sướng chỉ thứ nhất là phải hiểu ông Trần Trình ở ngoài Bắc, phải hiểu ông nói cái gì. Dân miền Nam phải hiểu Đức Phật Thầy Tây An nói cái gì, và hiểu ông Sư Giải Bán Khoai nói cái gì, phải hiểu ông Phật Chùm nói cái gì, rồi phải hiểu những cái người cuối cùng là Đức Huỳnh Phú Sổ nói cái gì. Trong đó đều nói một điều, khi nào mà minh dương trị quốc thế giới mới bình an á. Khi nào cái bàn chân này mà chưa bước vô Việt Nam á, nước Việt sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi. Mấy con muốn cá kiểu nào cứ cá đi, chứ không phải nói hay, trên nói rồi. Cái bàn chân này mà chưa bước vô nước Việt, nước Việt không bao giờ ngóc đầu nổi, lặp lại lần thứ hai luôn á. Trên nói chứ không phải ngã mạng đâu. Nếu không tất cả sấm cơ của những gì đó sẽ đi sai thành tiểu thuyết à. Có nghĩ những nhà lỗi lạc thời xưa có phải là đi rảnh đi viết tiểu thuyết cho ngày hôm nay chúng ta coi không? Hôm nay các ông đừng có cần phải bỏ mấy clip mới gì lên. Năm nay 5 năm Sù đã làm xong nhiệm vụ cho thế gian rồi. Hôm nay Sù phải tập trung thời gian để mà nghĩ mấy vị nói ngày mà con về nước. Tiền đâu con lo 100 triệu dân, vừa y tế không có, vừa đói. Sù đang lo một cái ngân khố khổng lồ, chứ không phải lên đây ngồi nói mấy cái này. Nói là nói đủ rồi. Cái con chỉ cần lấy những cái sấm cơ của những vị mà lỗi lạc từ Thư Bối Đồ với Đức Trạng Trình, rồi Đức Thầy, rồi Sư Giải Bán Khoai đó, cứ upload lên lại. Và những cái bài mà sắm lâu nay của chị rồi đó, cũng là đủ rồi. Mấy vị kia nói ngài không có cần phải chạy theo trên mạng nữa, ngài chỉ là ngồi yên ngồi thiền để mà ở trên dạy cho ngài phải làm cái gì. Sư phụ phải ngồi yên một chỗ thầy thường có nghe được ở trên dạy cái gì, còn phụ lăng tăng mà lên đây ngồi nói cái này là do cái trí tuệ phụ nói. Ý là gọi là nhập thất, nhập thất giờ này sao nhập nổi con. Nước Việt bây giờ đen giống như trên chảo lửa. Mấy ông nội đó sống một đêm á, sáng nó gì cũng không biết gì sao mình còn sống không. Thì phụ ngày hôm nay nhìn thấy dân tộc Việt Nam mình nó đói khổ, lòng dạ cũng chịu quá nổi, làm sao nhập thất nổi. Chuyển qua một cái thời đại, chuyển lên Thánh Dương, nghĩa là từ một cái thời bỉ cực thành Thái Lai. Nó khác hơn là thượng qua người xuống trung qua người xuống hạ qua. Cái này từ hạ hạ mà thành ra thượng thượng. Thì nó đi ngược lại dữ lắm, nó rất là khó. Nó đi ngược luôn. Cũng như cái dốc núi này, mình đang đi xuống. Rồi cái mình đang ở đây là ở dưới này, hạ hạ là dưới này nghe. Rồi muốn leo leo lên đây còn thấy khó không? Nó khó hơn nhiều á. Còn mình đi lại lại á, thượng từ ở trên á thì leo xuống tuột tuột có thể dễ hơn á, bỏ vòng dây tuột tuột. Còn ở dưới này đi ngược lên, tức là mình đang là hạ hạ là dưới đất nè, còn đi ngược lên trên đỉnh núi là thượng thượng, thì leo dốc đi còn leo nổi không. Chở mấy đệ tử lớn tuổi này mà lên dốc này chút xíu chắc thôi á, kêu 911 liền á. Cười xem mi cười. Thì thượng thượng nó rất là khó. Có khó như vậy á mà chúng ta vượt qua thì một đời đáng một đời này. Vì cha mẹ ông bà của chúng ta muốn ở vào cái thời đại này mà không được, đâu phải dễ vào ngay cái lúc này đâu. Đâu phải trên thế giới ai cũng muốn gặp được sư phụ ngồi cách mấy chục thước này ngồi đâu. Rất là khó đó. Con của ông trời đâu phải là muốn gặp ai gặp. Mà bây giờ mà gặp nhiều quá cũng chán, thành ra chửi. Gặp sư phụ rất là có lợi. Thứ nhất mấy con bị buồn ngãi ngồi đây, nãy giờ cũng không bị nữa.
tại vì mấy chư thiên gờ đầu hết cả đám rồi, nhưng mà đệ tử này nó bị trượt á. Hồi nãy thì hộ làm cái đứng liền thấy không, lắc quá trời lắc, cười gõ gõ rồi mày phải ăn chay 7 ngày nha con. Ừ. Chứ không phải là gặp mà hộ không có tặng món quà gì đâu, tặng món quà một cái sức khỏe, một cái đời sống á, đời sống gọi là đời sống thánh thiện á, là thù tặng ngược lại cái đó, chứ thù không có hoài hết. Cho nên cái vé 300 cũng đáng, được cái vé về trời, được sức khỏe từ đây tới mãn đời, rồi dạy lời con cháu đó. Ở thế gian này có những chuyện lạ nhưng mà thiệt đó con, có con trời mang thân người, tích thân mình gặp thì mình mới kể mạnh miệng phải không, thì con cháu mà nó biết sợ thì nó sẽ sống tốt hơn. Thay vì mình nuôi đứa con nó ra đại học rồi nó không biết trời đất, không có biết gì hết, rồi nó làm có nhiều tiền mà nó đi ăn chơi hết, nó làm cho mình đau lòng, giàu cho nó thành tài nữa cũng vô nghĩa thôi. Mình ngồi đây, mình ngồi mình nói chuyện đây, ngày xưa trong kinh có nói khi Phật chia lẻ tái sanh lại, Phật kinh Phật Thích Ca có nói người sẽ ngồi ở ngay cội Long Hoa. Có ai nghiên cứu hả mấy cái kinh điển đó không? Vậy con nhìn cái tên của mấy cây này cây gì? Vậy kinh Phật nói trúng không? Bốn cây Long Hoa, con thấy cái bông đẹp không? Hồi đó là lúc mà trồng cái này á, là hữu thích loại này tại nó quanh năm suốt tháng đều có lá, mà tên Việt Nam nó không có, mấy vị kêu đặt là Long Hoa đó. À mấy vị kêu á thì mấy cái bảng đâu rồi nè, lấy chữ Long Hoa xuống rồi quay. Những cái gì mà Đức Thầy nói, trời Phật nói đều là có hết, chẳng qua chúng ta không có hiểu tới thôi. Trời, chữ Long Hoa bây giờ cũng mây mèo. Cây Long Hoa rồi cột lên cây. Nhưng mà mình là Di Lạc số 2 nha. Di Lạc số 1 là Phật Di Lạc, mình là Di Lạc truyền thừa. Sau này có Di Lạc số 3, số 4, số 5 kế tiếp. Di tức là cuộc sống, an cư lạc nghiệp, có danh từ vậy. Mà cái khó hiểu á, nước Việt á, ở bển có một số ban tiên giáo á, nó lập ra cái ban tối ngày nó chửi Đức Thầy đó, ngày nó nói Đức Thầy là ảo và mê tín, người tu cũng tu, rồi nói chuyện thơ lục bát rồi đó. Nó có cái đám đó nó hỗn cực kỳ, con cháu ma quỷ nó vậy, nó đâu có biết. Cái gì mình không biết thì mình dựa cột mà nghĩ, ông bà mình có gì thường nói, mà ngược lại cái đám mà nó không biết mà nó cứ hồ đồ không à, làm sao mà cứu nổi nó. Ngày mà xu về Việt Nam mấy cái thành phần này chắc cũng khó mà sử dụng được. Trong kinh Đức Thầy có nói mà chọn những người hiền đức để thọ thánh dương, chứ đâu có chọn mấy đứa hỗn hào đâu. Có một điều là mọi người phải ngồi tính. Hôm nay nước Việt đi vào đến thời kỵ binh, kiêu binh kỵ binh, thời giống như thời vua Lê Chúa Trịnh. Thời đó vua cũng không có quyền, mà chúa cũng chẳng có quyền, chỉ có đám nào có binh quyền á thì nó có quyền. Thời đó thì hôm nay nó tái diễn lại. Tô Lâm chứ là công an thôi, thổi tôi hít thôi. Nhưng mà hôm nay làm chính trị nắm quyền, mà lại là quốc tế là kêu án nữa chứ. Trời ơi, quốc tế kêu án là tội phạm đi ăn cắp gì á, hả? Bò, ăn bò bát vàng hả? Ăn bò bát vàng không có tội, nhưng mà bắt cóc cái thằng gì á, Trịnh Xuân Thanh, cả thế giới đã ghét rồi. Bây giờ con nghĩ người ta thấy ông nội này lên làm tổng thống nước Việt, người ta có ưa không? Là người ta ghét ổng, người ta ghét ai? Ghét 100 triệu người luôn á.
ghét luôn cả mình ở Mỹ nữa nè, mình không có liên hệ gì luôn á. Cơ trời đi vậy đó, thấy cái gì không đúng mà được gọi là đà thắng thắng á, thắng tức là thua đó. Thử con không tin á, con mà chích steroid vô nhiều đi, giống như mấy thằng boxing mấy thằng đó, rồi cuối cùng nó cũng đi sớm. Như uống rượu nhiều á thì bị hư gan vậy đó. Ở vào cái thời Thánh Đức à, nước Việt á, nó không có giống như Việt thời này. Tại vì khi mà mình tiền đô á, trên trời nó rơi xuống giống như lá nó rụng vậy nè, hốt thôi. Cái là dân tộc mình chỉ còn đoàn kết. Để phụ nói sơ để mấy con sẽ hiểu. Thứ hai, phụ quen hết mấy thằng CEO hai thách ở đây, nó đem về. Thứ ba, mình là lấy cái luật của Mỹ á, mình dịch cái tiếng Việt, tức là hệ thống làm ăn á, thì người ta thấy cái sự công bằng. Người của mình á, Đức Thầy nói á, với cha nó ta cho 6 triệu trái xám ra hải ngoại, đó là kho tàng vô giá của con sau này đó. Còn đền vàng điện ngọc dưới núi Cấm nó cũng có đó, nhưng mà cái đó nè, là không có phải là đưa nước Việt cường thịnh, mà là kho tàng 6 triệu trái xám. Thì đè khi mà tất cả mọi cái luật pháp mà thành ra tiếng nói tự do đó, tức nghĩa là mình phải nghe tiếng của dân nói, đúng không? Rồi phải có bầu cử tự do, thì cả thế giới họ chạy vô nước Việt để mà họ làm ăn. Tại vì cái nước Mỹ này cũng không có làm được những cái mà người Á Châu làm. Người Á Châu của mình rất là tài giỏi, nhất là người Việt thông minh lắm. Còn qua Tàu thì thôi, ai cũng ê chề, ta sợ Tàu luôn. Mình chỉ cần đổi một cái thể chế, đổi một cách làm ăn, đổi một cái tiếng nói, đổi người. Và đồng thời á, mình mở rộng vòng tay, mình không có thù nhau nữa, mình không có gọi là gây lộn trong gia đình nữa. Người ngoại quốc họ ghét nhất là trong nhà lộn xộn, tức là trong nội bộ á. Mà khi mà họ nhìn quốc nội và hải ngoại đoàn kết, cái là lá cờ vàng bay sọc đỏ này á, mà bay phất phới trở về anh độc lập á, thì quý vị tưởng tượng như thế nào? Vui, vui, dĩ nhiên là vui rồi. Đức Thầy có nói câu gì á, quân thần cộng lạc ba ngày gì đó, câu sấm gì đó, coi lại đi. Nhưng mà lá cờ này á, Đức Thầy là người nói cho sư phụ biết luôn, là tức là sư tổ á, là nó sẽ khắp tất cả từ Hà Nội vô tới miền Nam, sẽ có một ngày bay phất phới, mà ngày đó là sư phụ biết rồi đó. Hồng tàn giữa mùa xuân, bây giờ hồng tàn nó sắp tàn rồi, thì mùa xuân di lạc, sư phụ đó không xa lắm đâu, vài tháng. Máy quay mình không nói ngày giờ, không nói ngày giờ mất công. Mấy ông bển mất công nói mình là ảo. Mình không có ảo đâu. Mấy anh mới là ảo đó, anh Tô nè. Mấy anh gì nữa, mấy ông gì mới nhậm chức một đống, mấy ông mới là ảo đó. Mấy ông cờ tàng lại tính tường để xe thì có. Tôi không có bao giờ tôi ảo, tôi không có nói trúng năm cho năm nay đâu. Tại vì ông không có biết tu, chứ ông không có hiểu về tâm linh đó. Ông có nghĩ là dù nó ảo, dù thương mấy ông, dù nói mấy ông mới là ảo á. Qua đây ông mau mà rước tôi về chứ còn cứ lo sợ chết, lo sợ phe phái trả thù lẫn nhau, rồi cứ làm mấy chuyện nghịch thiên không. Mấy ông mới là ảo, mấy ông mới làm chuyện đó. Còn chú hộ không có ảo. Người nào nói chú hộ ảo là người đó ảo. Chú hộ chưa bao giờ ảo á. Chỉ có một cái hơi lạ thôi, lạ nhất 8 tỷ người. Bây giờ nếu ảo á, giờ cứ kêu hết từ Nam tới Bắc, nhất là ngoài Bắc á, người ta thờ tứ phủ nhập đồng lắc lắc tối ngày đó,
cả vợ ông Tô Lâm là chỉ lon á. Hồi xưa vợ ông Tô Lâm rước sư phụ vô nhà, bả là ở ngoài Bắc người ta gọi là mẹ đó, tức là bả ngồi cái là bả đâu đéo gì lên lùm xùm cái là mặc áo rồi vô là người ta nhập vô không. Cái bữa đó sư phụ tới nhà của vợ Tô Lâm, tức là chị Lon á, cái bả ngồi với đám tùy tùng của bả đông lắm, mỗi hồi vô ngồi đó năm nào ta 23, 24 nhiều quên rồi, có ông đại tướng Phạm Văn Trà nữa với ông tướng gì một mắt ông lương vậy ta, không hỏi gì lương đó. Ông đó cũng không còn, tức là ở ngoài đó họ cái bả ngồi hoài, thường ngoài đó là mấy ông tướng hay thỉnh bả là mẹ mẹ không à, tức là trên trời á, tức là người thứ dữ không, tại bả lắc vô là ta nhập vô là tin dữ lắm. Cái sư phụ ngồi kế bên cái bả lắc hoài, bả lắc gì đó lắc cái không có vị nào nhập vô hết. Mà trước đó là buổi sáng là sư phụ với bả đi ở núi Tè gì à, Tây Thiên gì rồi, thì mấy chị của sư phụ là thở ngoại với mẫu chính thượng ngàn cái gì tùm lum á, trời mấy mẫu gặp sư phụ mừng quá khóc, ô mấy nghìn năm rồi mới gặp lại thái tử rồi ngồi khóc mừng khóc. Rồi cái đi về nhà thì bả lắc hoài không vô, tại vì mấy cái vị mà nhập vô á chức rất là thấp, nghĩa là vua chúa của thời xa xưa thôi, thời Đinh, thời nhà Trần gì gì vân vân, tức là mấy cái vị mà cũng là công nương vua chúa thì thôi, cậu chính cậu gì đó, chứ không phải là người trên trời, nhưng mà khi chết họ cũng là linh thiêng, tại họ cũng có lòng anh hùng á. Thì cái phụ nhìn lên mấy cái tượng, ô ngồi trên đó mà mím môi vậy nè, ngồi im mà không mím môi mà không có bay xuống để nhập vô. Còn chị Lon ở dưới này bả cứ lắc hoài không được, không có nhập vô. Thì sau đó cái mấy vị mới nói thiên tử mà đi rời khỏi Hà Nội á thì mấy người này mới nhập vô được, chứ nếu không là bất kính với thiên tử, có chuyện đó nữa. Thì hồi xưa lúc tại sao ra đó thì thời đó ở trên kia hụ đi ra ngoài để mà lo mấy cái chuyện gỡ mấy cái bùa trắng ém này đó, tức là ra hiệu lệnh cho những gì ở cõi hữu hình á thì hụ không có quyền hành, cõi vô hình thì hụ rất là có quyền lực, thì đi tới đâu á những vị thần ở nơi đó đó họ sẽ khởi dậy, rồi chùa miếu đồ ở những cái nơi đó đó cũng mấy vị đó cũng vui cũng khởi dậy luôn. Thì hụ mới đi một cái tour như vậy, lần đầu tiên đi ra Bắc, rồi sau đó thù đi vô miền Nam. Thì thù đi đâu á thì mấy ông rồng của mình á thì cứ bay song song hai bên chiếc máy bay vậy đó, ở trên nữa. Thì thời đó một số người á ở dưới chụp hình lên cũng thấy có những chuyện cũng vui vui, mà không biết sao Tô Lâm không nghe lời vợ không biết. Mình nói chuyện chắc bệnh ba cũng nghe đó. Sư phụ vừa vô Việt Nam là một đống mấy người chức bự á đưa cho phụ cái thẻ UNESCO liền, UNESCO của thế giới. Tại phụ là người siêu tâm linh mà mấy ông người đó biết, cho nên từ miền Nam tới miền Bắc những người nào mà linh căn á, con ma cũng được nữa, chứ là nhập đồng vô hỏi cho phụ là ai đi nó biết liền á, chứ người phàm mấy con mắt thường mấy con không biết thôi. Còn thí dụ hỏi mấy vị mà hòa thượng lớn hay là bất cứ vị nào hay là những người cốt thần hay nhập đồng hay gì gì người ta biết hết á, chứ không phải là mình lên đây mình nói 5 năm mà người ta ai cũng im mà ai cũng không có nói mình là ảo đâu. Chỉ có người ảo là những người không có hiểu về tâm linh và những người rất là cực đoan về chính trị, người ta không có, người ta giỏi về dần phần đời thôi, người ta không có giỏi về mặt tâm linh thì người ta mới nói thụ là ảo. Chứ ngoài ra cả tỷ người ngoài đó, mình nói cả tỷ thì hơi nhiều á, cũng cả vài nghìn người, vài chục nghìn người cũng có. Giờ đi từ đây tới Houston hay vòng vòng Nam Cali, mấy người có linh căn á, gặp sư phụ là mừng luôn, mừng nhảy là đạch khóc, mấy đứa này thấy hoài gì. Thì cái đó là những cái triệu chứng là cặp mắt của họ nhìn thấy. Tại sư phụ mặc áo đời là như vậy,
Nhưng mà bình thường á, thiên tử á, thí dụ ngồi thiền á, thì thu hoặc áo long bào, cái tướng tinh nó xuất ra đi vòng vòng đây nãy giờ á, là mặc áo long bào, thì cặp mắt của người tâm linh họ thấy được. Với bảy dòng hào quang, mấy người thường không có nhìn thấy được, mà những người tâm linh họ nhìn thấy bảy dòng hào quang. Xin chào sư phụ, con về. À, chào. Chúng quy lại, chúng ta sắp sửa về Việt Nam. Chờ đi. Đại sư phụ nói là chúng á. Không bao xa. Ok, rồi bữa nay thứ bảy trời không nóng không lạnh, rất là khí hậu rất là tốt á. Xin tạm biệt tất cả nha.